Đó các bạn thấy không? Vui lòng quay video mở hàng. Chào các bạn, chào mừng đến với channel của Zomark. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách in tem vận chuyển chứa những dòng chữ như thế này. Thì như hình ảnh các bạn vừa thấy, đó gọi là watermark. Watermark nó là một cái tính năng cho phép các bạn chèn cái nội dung các bạn mong muốn như là hình ảnh, chữ hoặc là những ký tự gì đó lên cái bản in ở một cái vị trí các bạn mong muốn. Thì ở thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều khách hàng khi mà in cái tem vận chuyển như của Shopee, Lazada hay là của các cái đơn vị vận chuyển khác, và khách hàng đó muốn có thêm cái dòng chữ ví dụ như là vui lòng quay phim khi mở hàng, hoặc là họ muốn đóng dấu cái tên của shop, tên của công ty họ lên cái bản in đó. Thì với cách in thông thường thì các bạn chỉ có thể in được nguyên cái nội dung giống của cái đơn hàng mà các bạn nhìn thấy ở trên sàn thương mại điện tử hay là web vận chuyển thôi. Còn khi mà các bạn bật tính năng watermark này lên thì cái nội dung các bạn soạn sẵn hoặc là các bạn thiết kế một bức ảnh nào đó nó sẽ được đè lên trên cái vị trí các bạn mong muốn trên cái bản in. Thì như vậy các bạn có thể cá nhân hóa được cái tem in của mình theo mong muốn. Tuy nhiên thì không phải model hay hãng nào cũng có tính năng này. Cụ thể hơn, đối với các sản phẩm của Xprinter thì nó không có cái tính năng để các bạn có thể in được như vậy. Sau khi có nhiều khách hàng phản hồi cũng như là hỏi bên mình về cách in được như thế, mình có tìm hiểu, cuối cùng thì cũng có tìm được một cái driver. Và đặc biệt cái driver này nó tương thích với các sản phẩm của Xprinter. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt driver đó và thiết lập làm sao để các bạn có thể in ra được như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách cài đặt và sử dụng tính năng này nhé. Mình sẽ chia làm các phần như sau. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ tải driver về cài đặt. Bước tiếp theo đó là thiết lập cổng USB cũng như một số cái thao tác trên driver. Phần thứ ba đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập cái tính năng watermark ở trên cái driver này. Và phần thứ tư, phần cuối cùng, mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn cách làm sao để các bạn có thể tạo ra được những cái bức ảnh, những cái dòng chữ, dòng nội dung mà các bạn muốn chèn vào để in, đè lên cái bản in, cái tem in của các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, để tải driver về thì các bạn truy cập vào cái đường link mình có để trong phần mô tả của video. Sau khi truy cập vào đường link thì các bạn sẽ được dẫn tới cái trang này. Ở đây các bạn quan tâm tới cái thư mục có tên là watermark đây. Bạn mở nó lên. Bên trong có cái file driver. Các bạn click chuột trái vào đây. Tiếp đó bấm tải xuống để tải nó về. Bấm vào vẫn tải xuống ở đây. Đó, các bạn chọn cái nơi lưu nó. Ví dụ ở đây mình để ra desktop đi. Save, tải nó xuống. Trong khi chờ cái file này tải xuống thì các bạn có thấy một cái thư mục ở đây có tên là mẫu, các bạn bấm vào. Ở đây thì có một số cái mẫu mình đã tạo sẵn. Đây, vui lòng quay video mở hàng. Và thêm một bức nữa, đó là vui lòng quay video mở hàng. Tại sao lại có hai bức như thế này và căn cái vị trí ra sao như thế này thì một lát nữa mình sẽ chi tiết cho các bạn xong. Bây giờ chúng ta quay lại với phần cài đặt driver. Thì cái file vừa tải về nó nằm ở đây ạ. Hoặc các bạn có thể quay ra desktop hay là cái nơi mà các bạn muốn lưu cái file đó ban đầu ấy. Các bạn chạy cái file đó lên, bấm nút vào để mở. Ở đây thì chúng ta chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Các bạn bấm OK. Tiếp đó các bạn bấm với tôi đồng ý ở trên này. Rồi bấm Next. Bấm Next. Ở đây do cái máy in mình đang sử dụng ở đây là máy XP426B, nó không phải là máy in của cái hãng tạo ra cái driver này, nên là cái driver nó sẽ không nhận diện là máy in. Thành ra chúng ta phải kiểm tra xem hiện tại cái máy in này mà mình đang cài trên cái máy tính này, cái máy tính Windows này nó đang nhận cái máy in này với cái cổng USB là bao nhiêu. Thì để kiểm tra điều đó các bạn thao tác như sau. Các bạn bấm vào Windows, các bạn gõ Control Panel, các bạn bấm vào Enter ở đây. Tiếp đó các bạn sẽ bấm vào cái lựa chọn ở đây, View Device and Printer. Nếu giao diện các bạn khác cái giao diện này thì các bạn nhớ bấm vào cái phần View By ở đây. Đó, chọn cái Category ở đây nhé. Đó, giờ các bạn bấm vào cái View Device and Printer ở đây.
Thì tất cả danh sách máy in nó sẽ xuất hiện ở đây. Cụ thể cái máy in của mình đang thao tác nó là cái DT426B. Để kiểm tra máy in đang có cổng USB là bao nhiêu, các bạn click chuột phải vào và chọn xuống cái dòng thứ tư Printer Property ở đây. Đó, ở đây có một cái thẻ là port, tab port này, các bạn bấm vào thì các bạn kéo xuống sẽ nhìn thấy cái máy in của các bạn nó đang nhận cái cổng là USB003. Đó, cái này các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra được. Các bạn có thể là số khác, thông thường nếu các bạn cài máy in lần đầu thì cái số này của các bạn sẽ là 001. Rồi, các bạn nhớ lấy cổng này nha, các bạn đóng cái cửa sổ này lại. Đó, thì ở đây các bạn chọn cái cổng 003. Mục đích mình chọn cổng 003 là gì? Là để cho cái driver này nó khi mà mình thực hiện lệnh in hay thao tác, nó sẽ gửi lệnh in tới được cái máy in này, đúng cái cổng của nó. Rồi ở cái phần printer model, các bạn nhớ chọn, kéo xuống và chọn cái model đó là SP406BT nhé, 406BT. Bởi vì mình test tất cả các cái lựa chọn ở đây thì cái này là cái tối ưu nhất và nó tương thích tốt nhất với các cái máy in khác. Tiếp đến ở cái phần default printer, các bạn có thể tích chọn, thì khi đó máy in này sẽ là máy in mặc định. Rồi đến cái phần tên cài đặt ở đây thì mình tạm xóa cái chữ này đi, mình để là SP406BT đi. Để các bạn có thể đổi cái tên của các bạn tùy ý, mình để tạm như này. Rồi tiếp đến các bạn sẽ kéo xuống và bấm vào chữ Next ở đây. Bây giờ máy đang tiến hành cài đặt driver. Quá trình này nó sẽ mất vài chục giây cho đến hơn một phút, tùy vào cấu hình máy của các bạn. Rồi và sau khi máy cài đặt driver xong, nó sẽ có cái thông báo như thế này. Các bạn bấm vào chữ Finish để kết thúc cái tiến trình này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại thiết lập cài đặt đúng hay chưa, bằng cách chúng ta sẽ vào trong Control Panel, vào trong Device and Printer. Rồi lúc này các bạn sẽ thấy một cái máy in mới có tên là SP406BT xuất hiện ở đây. Nếu các bạn đặt cái tên khác thì nó sẽ thể hiện cái tên tương ứng. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem máy nhận đúng cổng USB 003 như hồi nãy chúng ta kiểm tra hay chưa, bằng cách là chúng ta bấm chuột phải vào và chọn cái dòng 1, 2, 3, 4, dòng Printer Property ở đây. Các bạn sẽ thấy có một cái hình mũi tên ở đây và có lựa chọn tới hai máy in. Nó là bình thường các bạn nhé, bởi vì là do các bạn cài hai máy in chung một cổng USB nó sẽ xuất hiện cái việc này. Thì chúng ta sẽ bấm chọn vào cái lựa chọn SP406BT. Đó, thì ở đây các bạn sẽ quan tâm đến cái thẻ port này. Các bạn kéo xuống, đúng nó nhận cổng USB 003 rồi là ok. Tiếp đến để test xem máy hoạt động ok chưa với cái driver này, các bạn sẽ chọn có cái thẻ General đầu tiên bên trái và các bạn bấm vào chữ Print Test ở đây. Đó, thì ngay lập tức máy in nó sẽ chạy ra. Ở phần này có hai lưu ý nhé, các bạn chọn đúng cổng USB và quan trọng nhất ấy là phải chọn đúng cái model máy là SP406BT. Rồi và bây giờ sẽ là cái phần mình hướng dẫn cho các bạn thiết lập cái tính năng watermark trên cái driver này. Bây giờ tương tự các bạn sẽ bấm chuột phải lại và các bạn chọn vào cái lựa chọn thứ ba từ trên xuống nhé, thứ ba, và cũng chọn model là SP426BT, 406BT. Rồi các bạn kéo cái này lên, mình hạ cái này xuống cho dễ nhìn. Ok. Rồi ở cái tab pay đầu tiên thì tất nhiên rồi, nó sẽ có một số cái thông số như thế này. Đầu tiên là cái phần paper name, nó có rất nhiều lựa chọn, tuy nhiên là cũng không có cái khổ nào nó phù hợp tuyệt đối với cái giấy A6 của chúng ta. Ở đây nó có cái khổ 4 inch x 6 inch thì cũng gần như là tương tự, các bạn có thể dùng chính cái khổ này cũng được. Hoặc mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái khổ giấy mới bằng cách bấm vào chữ Custom ở đây. Các bạn bấm vào chữ New, các bạn gõ A6. Đó. Tất nhiên ở đây nó sẽ là 100mm là chiều rộng ấy, chiều cao sẽ là 150mm. Trừ lề trên dưới trái phải các bạn không bấm gì hết nhé, để nguyên như vậy. Còn muốn trừ lề bên nào thì các bạn gõ cái số lượng, số mm tương ứng vào thôi. Rồi các bạn sẽ bấm vào chữ Server ở đây để lưu nó lại. Rồi các bạn bấm vào chữ A6 này một lần nữa này, sau đó bấm vào chữ OK ở đây. Đó, thì bây giờ các bạn bỏ ở đây, kéo xuống dưới cùng để xuất hiện thêm cái khổ giấy A6. Các bạn bấm vào chọn nó, bấm OK để lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ gọi nó ra lần nữa này, dòng thứ 3 SP406BT. Rồi mình kéo này lên giữa. Đến phần này thì mình sẽ giới thiệu, hướng dẫn các bạn chỉnh cái chế độ graphic đi.
Thì ở cái chế độ năn này mình test thử nó ok, các cái logo nhạt nhạt như của Shopee hoặc các đơn vị vận chuyển đều in ra rất đẹp, và cái phần light dark này các bạn sẽ chỉnh độ đậm nhạt tùy ý các bạn. Mình thấy ở mức không là driver này nó điều khiển các cái đầu in như của Xprinter là khá đẹp rồi, các bạn giữ nguyên thông số này. Rồi phần watermark này là cái phần quan trọng nhất. Ở cái phần đầu tiên các bạn nhìn thấy ở đây, đây chữ watermark các bạn tích chọn vào đây là cái tính năng này nó hoạt động. Và phía dưới đây các bạn sẽ thấy một ô text và một cái dấu ba chấm, các bạn bấm vào đây để chọn cái file ảnh các bạn mong muốn chèn vào. Thì như khi nãy mình có nói mình có hai bức ảnh ở đây, đó là file này đó, vui lòng quay video mở hàng. Cái này thì nó sẽ phù hợp với các bạn chèn ở đáy, ở phần cuối của cái tem. Còn mình có một cái tem khác ở đây cũng là vui lòng quay video mở hàng, nó nằm ở khúc giữa, thì cái này nó sẽ phù hợp khi mà các bạn in cái đơn của Shopee. Cái này mình đã căn chỉnh cho nằm đúng vị trí phù hợp rồi đấy. Rồi bây giờ cụ thể như sau, các bạn sẽ dấu bấm vào dấu ba chấm này. Các bạn có thể thoáng nhìn ở đây sẽ thấy cái định dạng file của nó là file BMP. Rồi mình sẽ quay ra desktop và mình chọn cái file đầu tiên nhá. Cái file VD2 này. Đó. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nó mờ mờ ở khúc giữa này này. Bây giờ mình zoom, mình sẽ kéo cái size này lên hết cỡ, mình đã chỉnh rồi. Có thể mình cho nó lên tầm 95% đi. Đó. Rồi và mình sẽ cái canh lề theo cái trục đứng ấy, thì mình sẽ để là ở chính giữa. Còn cái canh lề theo cái chiều ngang ấy, thì mình để nó nằm ở đáy. Đây nó sẽ nằm ở vị trí đáy này. Đó. Bây giờ mình sẽ bấm OK để lưu cái này lại. Và mình có thể in test thử ra để xem kết quả nó như thế nào. Bạn bấm chuột phải và chọn dòng thứ tư từ trên xuống, chọn máy in. Tiếp đến các bạn bấm vào cái đang ở cái thẻ cái NR, các bạn bấm vào print test. Đây. Máy nó sẽ in ra. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái tem in ra nó sẽ có cái dòng chữ này ở dưới đáy. Rất là ok đúng không ạ? Rồi và bây giờ mình sẽ mở một số đơn hàng Shopee ra, mình in thử cho các bạn xem cách hoạt động như thế nào với cái dòng chữ này nằm ở đáy nhá. Rồi cái cách mà in đơn Shopee như nào thì bên mình đã có video chi tiết rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành in luôn. Ở đây là một cái tem in đơn hàng, mình phải che một số cái phần thông tin đi, bởi vì hiện tại thì YouTube đã bắt cái việc này rất là chặt, không được thể hiện cái thông tin của người khác ở trên cái giao diện này. Rồi mình sẽ bấm in thử để các bạn xem nhé. Đó, thì ở bước này các bạn phải nhớ chọn đúng cái máy in mà mình vừa mới cài thêm ấy. Cụ thể của mình nó là SP406BT. Cái khổ giấy A6 các bạn thiết lập và khai báo vừa rồi ấy, thì nó sẽ lưu luôn, nó nhớ ở đây. Và cái scale, cái tỷ lệ này các bạn lựa chọn cái dòng thứ hai nhé, nó có nghĩa là vừa với vùng được in. Thì các bạn nhìn cái giao diện in của Shopee nó cũng y chang này thôi. Nhưng mà Shopee thì các bạn nhìn thấy không ạ, cái phần dư của cái phần phía trên này và cái phần phía dưới nó khá là nhiều, thành ra là khi chúng ta in chèn cái chữ này ở phía dưới nó rất vừa và đẹp. Ở giao diện này thì các bạn nhìn không có sự khác biệt gì cả, nhưng mà khi in ra thì máy nó sẽ tự hiểu rằng là nó sẽ chèn thêm một cái logo ở phần dưới cuối này. Đó, bây giờ mình sẽ bấm và in ra cho các bạn xem. Rồi đây là bản in ra, mình để các bạn xem mình cái phần chữ phía dưới này thôi nhé. Đó các bạn thấy không? Đó. Vui lòng quay video mở hàng. Rồi tương tự bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay cái bức ảnh đó bằng một cái bức ảnh mới, và để in nó nằm ở cái phần trên này này. Đó, nó sẽ nằm ở cái phần trên này, nó sẽ đẹp hơn tùy nhu cầu của các bạn. Chúng ta sẽ click chuột phải, chọn dòng thứ ba từ trên xuống, chọn máy in. Tiếp đến vào cái thẻ watermark ở đây. Rồi chúng ta bấm vào đây để chọn tới cái bức ảnh đó. Nó là bức này, nó là M1 Shopee. Đây. Đó, với cái bức ảnh này á, thì các bạn sẽ phải thao tác như này. Cả hai cái các bạn đều chọn là center hết nhá. Cái này các bạn kéo gần to hết ra, cũng 90% đến 100% cũng được, tại vì mình đã canh chỉnh nó vừa rồi. Đó, và ở cái phần này thì các bạn cả hai cái lựa chọn này đều chọn là căn giữa hết. Rồi các bạn bấm OK để lưu lại. Rồi chúng mình bây giờ mình sẽ quay lại in một cái đơn Shopee cho các bạn cùng xem. Vẫn là cái đơn của Ninja Van hồi nãy, mình sẽ bấm vào in. Nó y chang như khi nãy là mình chẳng không nói nữa nhá, mình bắt đầu bấm in luôn.
Rồi ok, bước này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra cái file chứa cái nội dung các bạn cần in đẻ đó. Thì đầu tiên là mình thao tác từ đầu nha. Bạn mở cái trình pen này lên. Các bạn bấm vào Windows ở đây gõ chữ pen. PANIT đấy. Bạn Enter. Đó. Thì do lần trước mình tạo một cái khung như thế này rồi thì nó sẽ nhớ, còn các bạn chưa tạo thì các bạn cứ kéo về nó nhỏ nhỏ cỡ này thôi. Đó, tầm này là được. Sau đó các bạn chọn vào cái chữ A đây này để gõ text. Các bạn bấm vào gõ chữ vui lòng quay video mở hàng. Đó, các bạn gõ xong thì các bạn chỉnh sau, các bạn kéo rộng hết ra này. Rồi, các bạn kéo chỉnh một chút cái này cho nó vừa là được. Ok, như vậy là các bạn đã có một cái tấm hình như này ok rồi đấy. Sau đó là các bạn bấm vào chữ file ở đây và bấm vào Save As, các bạn chọn BMP Picture lưu dưới cái dạng file này. Mình để ví dụ như là C1 đi. Đó, nó sẽ lưu cho các bạn một cái file như này, C1. Rồi, đây, các bạn thấy không ạ? Đó là cách thứ nhất các bạn dùng pen. Thì pen nó khá đơn giản, nhưng mà nếu các bạn làm chuyên sâu nó sẽ khó một chút. Và một cách nữa đó là mình sử dụng cái Corel. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái khung có kích thước là 100 x 150 mm. Tiếp đến là mình sẽ cắt một cái bức ảnh của cái Shopee về. Và sau đó mình gõ cái dòng chữ vui lòng quay, gõ sai chỗ này rồi, quay video. Quay video mở hàng. Đó, vui lòng quay video mở hàng. Sau đó là mình mới ẩn cái bức ảnh này đi và mình xuất cái file này ra thành một bức ảnh như thế này. Đó, mình xuất nó thành một bức ảnh như thế này. Đây, mình hồi nãy mình có lưu thử dưới cái file BMP này, hôm trước thì in ra được mà không hiểu hôm nay in ra không được. Thì ra là mình là phải thao tác lại bằng cách là mình vẫn lưu ra cái file JPEG như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ được một cái file như thế này. Đây, nó là file này. Sau đó mình mới import ngược cái file ảnh kia vào trong cái pen này. Đây, mình kéo cái file này này. Mình thả nó vào pen này. Đó, tự động nó canh hết luôn. Mục đích là mình tạo một bức ảnh có khung như này để in cái chữ này nó lọt đúng cái vị trí chúng ta mong muốn. Rồi, mình mới lưu lại thành cái file mình mong muốn ở đây. Đặt cho nó ví dụ như là D1 đi. Đó, rồi sau đó mình sẽ import nó vào đây như mình hướng dẫn ở trên. Đấy, chọn lại cái bức in bức C1 này. Đó, nó nằm đúng vị trí này rồi. Rồi, tương tự thì ngoài ra các bạn có thể chèn thêm những cái ký tự, ký hiệu hay những cái thông tin gì đó mà các bạn mong muốn. Nhưng mà cái yêu cầu ở đây tức nhất là các bạn phải tạo cái file có cái độ phân giải tốt và cái độ tương phản tốt để nó in ra sắc nét. Và tiếp theo nữa là các bạn phải lựa chọn cái ảnh các bạn chèn vào ấy ở cái vị trí nào mà nó phù hợp. Như các bạn thấy ở đây ấy, thì cái chữ vui lòng quay video nếu nó là một hàng ấy, thì các bạn nên đặt nó ở cuối của cái file in, thì nó cái tem in ấy thì trông nó đẹp hơn và nó không bị che mất một số cái nội dung. Tiếp theo nữa đó là cái phần mà nằm ở cái ở giữa tờ giấy ấy, thì nếu mà cái đơn hàng của các bạn có nhiều hơn một sản phẩm hoặc cái tên sản phẩm và tên phân loại nó dài ấy, thì có thể nó sẽ bị che mất một phần, thì các bạn cân nhắc để chọn cái phù hợp. Ngoài ra thì một số shop mà bán một số đồ nhạy cảm như là sản phẩm làm đẹp hoặc là một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác mà các bạn muốn che cái tên sản phẩm đi, thì các bạn cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần tạo một cái bức ảnh, ví dụ mình ví dụ luôn ở đây nhé. Đây, ví dụ các bạn muốn che cái phần tên sản phẩm này thì các bạn chỉ cần tạo một cái ô, các bạn bôi đen cái phần này đi. Đó, ví dụ mình ví dụ như này. Đó, thì khi mà các bạn in ra cái tên sản phẩm nó sẽ được che đi. Rồi ok, như vậy là mình vừa mới chia sẻ cũng như hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và sử dụng cái driver có tính năng watermark ở trên các dòng máy in tem nhiệt. Hy vọng với những thông tin mình chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn in tem đẹp hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và giúp các bạn vận hành gian hàng hiệu quả hơn. Có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì các bạn vui lòng comment dưới phần bình luận nhé, bên mình sẽ trả lời chi tiết. Nếu thấy video hay và bổ ích thì đừng quên đăng ký kênh bên mình để cập nhật những video mới hơn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.